ngựa hoang đào dâm nát tơi bời, đồng cỏ nào xanh át lưng trời, ngựa phi như điên cuồng giữa cánh đồng dưới cơn giông, thì trên lưng công hoàng những vết roi vẫn in hằng. Một hôm ngựa bỗng thấy thanh bình, thảm cỏ tình yêu dưới chân mình, ân tình mở cửa ra với mình. Ngựa hoang bỗng thấy mơ để quên những vết thù, ngựa hoang muốn về tắm sông nhẫn nhục dòng sông, mơ màng mát trong thơm ngọt. Ngựa hoang quên thù oán căm từ nơi tối tăm về miền tươi sáng. Ngựa hoang về tới bến sông rồi, cởi mở lòng ra với cõi đời, nhưng đời làm ngựa hoang chết gục và trên lưng nó ôi còn nguyên những vết thù. Tới bến sông rồi, cởi mở lòng ra với cõi đời, nhưng đời làm ngựa hoang chết gục và trên lưng nó ôi còn nguy những vết thù. Nhưng đời làm ngựa hoang chết gục và trên lưng nó ôi còn nguyên những vết thù. Yeah! Xin cảm ơn quý vị. Xin được giới hãy lắng nghe khúc nhạc bừng lên rồi ra ngất gây chân vui bước mê say đôi cuồng tim cuồng di động cháy nhớ nhé em đêm nay mình vai tề vai đắm say cho câu hát xa bay cho niềm tin chào dâng ngày mai nhìn vầng trăng khuya treo lạng lơ ánh mắt em say trong mộng mơ và tình đôi ta như muôn bài thơ ghé hồn chơi bơi người yêu hơi nào cùng vui lên em thắp sáng lên tình yêu đến với nhau đêm nay mình quay cuồng trong ngất ngây ai cay khúc ca nồng say tuyệt vời, khúc ca nồng say tuyệt vời.
khúc nhạc bừng lên rồi ra gần đây. Chân vui bước mê say, đôi cuộc tim cuộc di động chạy. Nhớ nhé em đêm nay mình vai kề vai đắm say. Chọn câu hát ta bay cho niềm tin chào dâng ngày mai. Nhìn vầng trăng khuya treo lạc lơ, ánh mắt em say trong mộng mơ. Và tình đôi ta như muôn bài thơ, nghe hồ chơi vơi người yêu ơi. Nào cùng vui lên mình quay cuồng cho em ngất ngơ. Yeah 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 yeah, da 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 da, hát lên em ơi, khúc ca nồng say tuyệt vời, khúc ca nồng say tuyệt vời, oh khúc ca nồng say tuyệt vời, khúc ca nồng say tuyệt vời. Có đôi lúc trong cuộc đời, chúng ta sống quá nhanh để những ký ức trở thành những dĩ vãng không thể tìm kiếm được. Ký ức thường gắn bó với những phút giây hạnh phúc nhất, đẹp đẽ nhất, hoặc đau khổ nhất và thất vọng nhất. Thế nên, chúng vô cùng quý giá với chúng ta. Chương trình Ký ức ngọt ngào được ra đời nhằm đưa chúng ta trở về một thời của tuổi thanh xuân. Nó là thước phim quay chậm để chúng ta ngắm nhìn lại những chặng đường mà mình đã đi qua, những tháng ngày xưa cũ, những kỷ niệm ấm áp êm đềm. Những ca khúc gắn liền với tên tuổi của các thần tượng một thời sẽ được tái hiện trên sân khấu một cách chân thật nhất. Nào cùng vui lên em, hát sáng lên tình yêu. Mình quay cuồng trong đất ơi. Mùa hoàng về tới bên sông rồi, cởi mở lòng ra với cõi đời. Nhưng đời là mùa hoàng trên đục và trên lưng nói còn nguyên những vết thù. Bên cạnh đó sẽ là những câu chuyện gắn liền với những kỷ niệm ngọt ngào của các thần tượng lần đầu được chia sẻ. Và quê là ở Hải Phòng, bốn anh chị em đều sinh ra từ ở Đồ Sơn, cho nên Ngọc Sơn là vậy đó. Chú ơi, con nghĩ hồi xưa chú hát hay mà chú đẹp trai vậy chắc là đâu có nhiều. Hồi chú còn nhỏ chú đẹp lắm đó, mà bây giờ chú đỡ lắm rồi đó. Và một điều chỉ có ở sân khấu chương trình Ký ức ngọt ngào, khi hai thần tượng sẽ hát ca khúc nổi tiếng của nhau. Tập đầu tiên của chương trình Ký ức ngọt ngào, ngoài gặp gỡ hai danh ca thần tượng, chúng ta sẽ cùng chào đón hai ca sĩ khách mời, ca sĩ Cao Ngọc Cường và ca sĩ Trần Minh Dũng. Đồng hành cùng MC Nguyên Khang sẽ là diễn viên Nam Thư. Ngay bây giờ sẽ là những ký ức ngọt ngào của chúng ta. Mở màn
mà tôi dám bế Nam Thư mà cái sàn này nó trượt như là trượt ba tanh. Một tưởng màn ngẫu hứng hết sức là ăn ý anh Khang nhỉ. Dễ sợ. Thưa quý vị, chắc là quý vị vẫn nhớ khung giờ quen thuộc của chúng ta là 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại 13 giờ hôm sau trên truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình do đài phát thanh truyền Vĩnh Long phối hợp với MNT Pictures thực hiện. Có lẽ một câu hỏi mà tôi phải hỏi Nam Thư ngay lúc này đó là, thưa quý vị, sao Thư xuất hiện trong show này cùng với tôi không? Bản thân Thư khi mà được mời tới đây, Thư nghĩ là Thư sẽ được ngồi chiếc ghế dưới kia và mình sẽ ôn lại những kỷ niệm, những cái ký ức hết sức ngọt ngào của mình. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi đã khảo sát hơn 100 người và 99 người đã đưa ra một đáp án là hãy mời Nam Thư xuất hiện vào show này, bởi vì cô ấy có hội đủ 3 yếu tố. Đầu tiên là một người phụ nữ am hiểu về âm nhạc. Yeah. Thứ hai là một người am hiểu về đàn ông. Tại khách mời hôm nay toàn đàn ông không? Một chút. Và điều thứ ba là cô ấy đã từng làm MC và đứng cặp với rất nhiều chàng MC khác. Đó là lý do rất quan trọng chào đón Nam Thư đến với show này. Cảm ơn tất cả mọi người. Thế thì Thư có biết một điều đặc biệt của 100 khán giả có mặt tại trường quay này là gì không? Nếu mà Thư nhìn xuống thì Thư vẫn có thể đoán được. Thư cảm thấy là mỗi cụm khán giả ngồi thì đang phân theo một độ tuổi khác nhau. Chuẩn, trời ơi, lại còn thông minh nữa. Đúng không? Yeah. Xác. Để bổ sung lời của Nam Thư thì chúng tôi có rất nhiều khán giả đến từ nhiều độ tuổi khác nhau. 20, 30, 40, 50. Và tất cả quý vị đều là những người am hiểu về âm nhạc. Bên cạnh đó, quý vị sẽ cùng với chúng tôi bước vào một chiếc bánh xe thời gian, quay ngược về quá khứ để xem coi vào cái thời điểm đó những ca khúc, những ca sĩ này họ đã gắn với thanh xuân và tuổi trẻ của chúng ta như thế nào. Hết sức là hồi hộp nha. Hồi hộp, đúng không? Chần chờ gì nữa chúng ta? Chần chờ gì nữa? Khoan nữa. Chưa, như tôi nói là cái yếu tố thứ hai của Thư rất là quan trọng. Cho nên cái show ngày hôm nay phải giới thiệu hai trai đẹp đầu tiên của ta. Đầu tiên xin được giới thiệu đến quý vị, nam ca sĩ Trần Minh Dũng. Chào em. Chào anh. Và tiếp theo, một chàng trai ảnh cao như cái tên ảnh gì đó, Cao Ngọc Dương. Chào em. Không chỉ là hai khách mời của chúng ta đâu, mà còn có hai thần tượng nữa xuất hiện cùng với các bạn. Nhưng mà tôi sẽ không để cho quý vị và các bạn chờ đợi lâu. Chúng ta sẽ đoán. Đó, được, nói luôn đi, đừng đoán. Không phải đoán. Cái tính nhiều chuyện ghét đoán lắm. Trời ơi, mình phải khiêm tốn, là lúc này là mình phải để cho khán giả người ta đoán hai thần tượng đó là ai. Bây giờ nè, dắt tay trai đẹp đi xuống dưới nè. Rồi, mời bạn xuống dưới hàng ghế cùng với chúng tôi. Bây giờ chúng ta sẽ giao lưu với khán giả, với người đầu tiên. Bây giờ bên đây là các bạn trẻ nè, bên đây là các anh chị nè. Khăn qua anh đây trước ha, Thư Văn kia. Bây giờ đây sẽ là hai ca sĩ thần tượng xuất hiện cùng với chúng ta. Nhưng Nguyên Khang sẽ hỏi một số thông tin bằng cách đưa ra những cái gợi ý và xem coi là những vị khán giả của chúng ta có đoán được hay không. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với cô. Dạ, chào cô. Dạ, cô tên gì, đến từ đâu ạ? Cô nhỏ giờ cô sống ngoài Hà Nội. Dạ, thế cô có thường nghe nhạc của những thập niên về trước không? Thỉnh thoảng cô có nghe. Thế thì bây giờ con hỏi cô một thông tin nha. Rồi cô có đoán ra được cái người thần tượng, cái ca sĩ này là ai không? Thông tin thứ nhất, đây là một ca sĩ mà thường hay đeo kính. Là nam hay nữ? Nam, là một ca sĩ nam. Thêm một thông tin nữa nha. Thêm một thông tin nữa coi cô có đoán được hay không nha. Đây là một nam ca sĩ mà có thể hát được tiếng Pháp và tiếng Anh. Nghe đã rồi đúng không? Thông tin này là có thể chuẩn rồi không? Có đoán được không? Thì con qua đây hỏi chú đi. Cảm ơn cô. Cô vẫn còn đang suy nghĩ. Dạ, chào chú. Con hỏi chú một chút là với thông tin con đưa ra, chú có đoán ra được đó là ai không? Nếu mà đeo kiến mà đầu tiên là Đình Văn, nữa là Em Vĩ Phương. Cũng có thể, dạ. Hay quá à. Mấy chú kia quên rồi. Mấy chú kia quên rồi, dạ. Như vậy chú biết rất hay, và người thứ ba là chú cũng đeo kiến nữa. Dạ, giữ. Bây giờ vẫn để cho khán giả đang suy nghĩ, thì bây giờ Nguyên Khang qua phía bên đây hỏi thử khu vực bên đây xem coi họ có đoán được là ai nha. Cảm ơn hai cô chú. Bây giờ có hai cái tên rồi. Giờ con hỏi cô nha. Đầu tiên nam ca sĩ đeo kiến, thứ hai là có thể hát được tiếng Anh và tiếng Pháp, rồi thứ ba là huýt sáo, thứ tư là tên Tây chút. Theo cô đó là ai? Evis Phương. Vì sao cô nghĩ là Evis Phương? Tại vì hồi xưa cô cũng thích ca sĩ Evis Phương lắm. Ca sĩ mỗi lần hát mà nhất mà nhìn lúc giờ dạo nhạc, chờ nhạc á là huýt sáo. Wow. Rồi với lại hay cô biết hát bài nào của chú này không?
À, như hồi đó thì có nghe bài Vết thù trên lưng ngựa hoang á. Dạ. À, cái tới cái đoạn dạo nhạc là Evie Phương hay hít sáo. Cũng rất hợp lý đúng không à? Chúng ta hãy cùng chờ đợi. Còn bây giờ tôi sẽ dành cho đứa em của mình, tôi sẽ bắn cái cung tên vào em ấy. Chuẩn bị. Đây, mình mời một người mà hồi nãy bên kia anh Nguyên Khang hỏi thì chú ở đây đoán rất sôi nổi. Dạ. Thôi em chào anh đi, em chào anh đi. Bên này là anh đoán rất là sôi nổi. Bây giờ em hỏi anh một câu nha. Là cái nam ca sĩ này á, có một cái làn hơi ta nói nó dài ơi là dài. Anh đoán được là ai không? Ba Ngọc Sơn. À, anh Ba Ngọc Sơn, chắc không? Chắc. Anh tên gì? Anh tên Tân. Anh tên Tân. Ok. Anh làm nghề gì anh? Anh làm bán tự do. Anh làm tự do. Và anh đoán là anh Ba Ngọc Sơn vậy thì anh có thể hát một cái câu hoặc là trong một cái bài hát nào mà đặc trưng của anh Ba Ngọc Sơn không? Tình cha mập như... Tình cha mập như vận thái dương. Hay quá. Bây giờ thực sự khán giả đang rất làm khó Nam Thư luôn. Bản thân Nam Thư cũng chưa biết người đó là ai, chỉ được nhận câu hỏi từ ban tổ chức thôi. Vậy thì bây giờ chúng ta chờ đợi nha. Nam ca sĩ bí ẩn đó là ai? Lắng nghe khúc nhạc bừng lên rồi ra ngất ngây, chân vội bước mê say, đôi buồng tim buồng di động cháy, nhớ nhé em đêm nay mình vai tề vai đắm say, cho câu hát xa bay, cho niềm tin chào dâng ngày mai. Nhìn vầng trăng khuya treo lạng lơ, ánh mắt em say trong mộng mơ, và tình đôi ta như muôn bài thơ, kẻ hồn chơi bơi người yêu hơi. Nào cùng vui lên em, thắp sáng lên tình yêu, đến với nhau đêm nay mình quay cuồng trong ngất ngơ. Khúc ca nồng say tuyệt vời, khúc ca nồng say tuyệt vời. Hãy lắng nghe khúc nhạc bừng lên rồi ra gần đây, chân vui bước mê say, đôi cuộc tim cuộc di động cháy, nhớ nhé em đêm nay mình vai kề vai đắm say, cho câu hát ta bay, cho niềm tin chào dâng ngày mai. Nhìn vầng trăng khuya treo lạng lơ, ánh mắt em say trong mộng mơ, và tình đôi ta như muôn bài thơ, nghe hồn chơi vơi người yêu hơi. Nào cùng vui lên em, thắp sáng lên tình yêu, đến với nhau đêm nay mình quay cuồng trong ngất ngơ. Khúc ca nồng say tuyệt vời, khúc ca nồng say tuyệt vời, oh, khúc ca nồng say tuyệt vời, khúc ca nồng say tuyệt vời. Tấm thân nhỏ bé xin kính chào đại gia đình.
Thanh Nga, Ngọc Sơn. Cảm ơn các bạn đến sớm ạ. Cảm ơn vũ đoàn mình. Ngọc Sơn rất là vui và tấm thân nhỏ bé luôn luôn yêu thương đại gia đình, mà được đại gia đình tương tác là yêu thương, lúc nào cũng nhớ đến Ngọc Sơn, là một sức mạnh vô hình, vô biên và khổng lồ, cho Ngọc Sơn có một nguồn năng lượng rất là tích cực và cực kỳ siêu tốt. Cảm ơn anh. Vâng, và bây giờ xin mời anh Ngọc Sơn cùng với lại hai khách mời của chúng ta ngồi về vị trí để tiếp tục theo dõi chương trình. Xin mời. Bây giờ đây chúng tôi mời quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nam ca sĩ thần tượng thứ hai. Hồi nãy thì rất nhiều khán giả đã đoán ra đúng ngay từ những yếu tố đầu tiên, đó là nam ca sĩ Ngọc Sơn, danh ca Ngọc Sơn. Còn bây giờ hãy cùng chúng tôi đoán xem nhân vật tiếp theo đó là ai. Xin mời. Ngựa hoang đào dâm nát tơi bời, đồng cỏ nào xanh át lưng trời, mùa phi như điên cuồng giữa cánh đồng, dưới cơn giông thì trên lưng công hoàng những vết roi vẫn in hằng. Một hôm ngựa bỗng thấy thanh bình, thảm cỏ tình yêu dưới chân mình, ân tình mở cửa ra với mình. Ngựa hoang bỗng thấy mơ để quên những vết thù, ngựa hoang muốn về tắm sông nhẫn nhục dòng sông, mơ màng mát trong thơm ngọt ngựa hoang, quên thu oán khăm từ nơi tối tăm về miền tươi sáng. Ngựa hoang về tới bến sông rồi, cởi mở lòng ra với cõi đời, nhưng đời làm ngựa hoang chết gục và trên lưng nó ôi còn nguyên những vết thù. Từ bên sông rồi cởi mở lòng ra với cõi đời, nhưng đời làm ngựa hoang chết gục và trên lưng nó ôi còn nguyên những vết thù, nhưng đời làm ngựa hoang chết gục và trên lưng nó ôi còn nguyên những vết thù. Yeah! Xin cảm ơn quý vị. Xin được giới thiệu nam danh ca Elvis Cool. Vâng thưa quý vị, có thể nói là chỉ cần đứng ở sau cái màn hình thôi là quý vị đã nhận ra từ cái vóc dáng cho đến cách mặc trang phục. Và khi mà chú cất lời thì chúng ta biết chắc chắn rằng không ai còn có thể quên được hình bóng của một người đàn ông lịch lãm. Và đặc biệt là quý vị cũng biết là cái tên Elvis Phương của chú là xuất phát từ niềm đam mê và thần tượng với nam danh ca Elvis Presley.
đúng không ạ? Một ông hoàng rồi. Rock and roll nổi tiếng trên thế giới. Sau khi mà nghe Elvis hát rồi chú thích rồi đó, thì chú toàn là hát những cái bài của Elvis không? Tới khi mà chú mê đi hát rồi, bắt đầu hát rồi, có thành lập một cái ban nhạc ở trong trường. Năm 1963 là chú đã có ban nhạc riêng rồi. Mà chú hát nhạc rock rồi hát nhạc những cái bản Pháp đó. Elvis là thần tượng của chú. Vâng, cảm ơn chú rất nhiều. Cho phép ông mời danh ca Ngọc Sơn và danh ca Elvis Phương. Chúng ta sẽ cùng với hai người khách mời sẽ cho tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời ạ. Vâng, thưa quý vị, chưa bao giờ mà Nguyên Khang cảm thấy là vinh dự và hân hạnh khi ngồi kế hai danh ca nổi tiếng trong cái cuộc trò chuyện này. Thì hôm nay con xin phép được hỏi chú danh ca Elvis Phương trước. Thì bây giờ xin mời các vị khách mời, chúng ta sẽ xem cái bức hình đầu tiên để quay trở lại miền ký ức ngọt ngào của những thần tượng chúng ta nha. Cái tấm này thấy chú mặc đồ trắng rồi cầm cái micro. Không biết là năm nay chú bao nhiêu tuổi, cái tấm này chú bao nhiêu tuổi? Cái đây là lúc đó chú 10 tuổi đó. Thấy cái micro đời đó không? Nó bự còn như cái mặt của chú luôn. Cái mặt của chú luôn. Nặng lắm. Chú 10 tuổi là lúc đó là chú đã bắt đầu con đường ca hát rồi hay là chú bắt đầu sớm hơn? Không, lúc 10 tuổi đó thì chỉ hát những cái bản mà học ở trong trường tiểu học đó vậy thôi chứ còn không có gì hết. Nhưng mà vậy là đã lên sân khấu rồi đúng không chú? Thì mỗi một lần mà nhà trường mà cuối năm tổ chức là chú cũng xung phong lên hát. Xung phong. Con nghĩ đó là cái niềm nuôi dưỡng đam mê của mình ngay từ lúc nhỏ. Lúc 6 tuổi đó là chú hay lấy cái đồ mà để căng cái miếng vải lên mà để theo của má chú đó. Đó chú để dưới đất. Xong chú lấy đôi đũa đó, chú cầm ngay chính giữa giả giống như là cái máy hát đĩa vậy đó. Rồi cái chú cắt cái tấm cạc tông tròn vậy như cái hình cái đĩa, chú bỏ vô đó rồi chú cứ quay chú hát nghêu ngao vậy thôi. Hát thích cái gì là hát cái đó. Ôi thủ công vậy luôn hả chú? Thủ công luôn vậy đó. Có lẽ là mỗi một người thì cũng có một cái niềm đam mê rất là thú vị. Không biết là hồi đó thì Thư có hay nghe những cái bản nhạc mà nhạc Pháp lời Việt của chú? Chú là cả một bầu trời tuổi thơ của con. Con được may mắn lắm. Tới thời điểm này khi mà con ở thế hệ này mà con biết rất nhiều bài nhạc. Bài của chú nè, nghe nhạc của chú nè, nghe nhạc của anh Mai Ngọc Sơn nè. Hôm nay khi mà con ngồi đây á, con cảm thấy là thực sự nãy giờ khi mà anh Khang phỏng vấn thì em chỉ ngồi im thôi, em không biết nói gì. Có thể bên anh Sơn thì em có thể là chọc ghẹo anh Sơn, còn với chú thì thực sự là con bị choáng ngợp. Bởi vì chú không những là thần tượng của con đâu mà còn là thần tượng của ba mẹ con nữa. Mà thực sự là cảm ơn. Có điều này con nói chú đừng buồn con nha. Cứ mỗi lần con thất tình là con nghe nhạc của chú. Của chú. Của chú. Chú mỗi lần em thất tình là em sẽ nghe nhạc của chú. Nghe nhạc của chú, thất tình nữa rồi làm sao có bồ. Hả? Thì không biết nữa nhưng mà bây giờ phải nghe nhạc của anh Ngọc Sơn để thấy lời tỏ tình dễ thương để sớm. Lúc em ơi, lúc thất tình đó là lời tỏ tình dễ quê rồi em. Đúng rồi, quê đó. Vâng, chú ơi, ở đây cũng có một nam ca sĩ trẻ, đó là bạn Minh Dũng. Thì bạn Minh Dũng rất là thần tượng chú và cũng đang học rất là nhiều điều từ cái phong cách quý ông gentleman của chú trong cái cách trình diễn trên sân khấu. Thì hôm nay Dũng, em gặp chú Elvis Phương ở ngoài thì có thể chia sẻ cho anh biết một chút cái suy nghĩ của em. Dạ, trước tiên thì con xin được phép con chào chú, con chào thầy. Cái cảm xúc của con hiện tại thì con xin chia sẻ là con rất là vui. Bởi vì con không nghĩ là mình sẽ có một cái ngày nào đó mình có một cái cơ hội mà mình được ngồi tại nơi đây gặp chú ở ngoài bằng da bằng thịt. Và đặc biệt là khi nãy con ngồi dưới này con xem chú hát á, thì con cảm nhận thật sự là cái nỗ lực của chú á, nó vô biên lắm. Chú hát con thấy cách hát nó rất là hào sảng, mà ngồi dưới này con nghe con cảm thấy con rất là phấn khích, rất là hứng thú. Tuyệt vời đúng không? Bạn thích cái phong cách quý ông của chú và nó đã trở thành một cái thương hiệu. Thế còn với Cao Ngọc Cường thì có lẽ là ngoài tiếng hát của danh ca Ngọc Sơn, một người mà Cường cực kỳ yêu mến, thì Cường chắc cũng gắn bó và nghe những cái dòng nhạc ngày xưa, ví dụ như rock and roll hay những ca khúc mà chú Elvis Phương cũng thường thể hiện như nhạc Pháp lời Việt, đúng không? Có một bài mà em rất thích chú và em cũng nghe, có nghe nhiều, đó là một bài bài này chắc cực kỳ thất tình luôn, bài Đàn Bà.
Dạ. Con thích lắm, con rất thích. Và sau này con khi mà đi trình diễn sân khấu á, con cũng có một số lần con cũng có hát rồi. Nhưng mà thực sự thì bài hát đàn bà này thực sự là con rất rất thích nghe chú. Dạ. Cảm ơn Cường. Ai cũng có những kỷ niệm với chú Elvis Phương, và đó là tấm hình thứ nhất. Bây giờ chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với tấm hình thứ hai. Chú Elvis play ha. Wow. Chú Phương còn nhớ tấm hình này không chú? Đây là ban Phượng Hoàng. Phượng Hoàng đúng không? Đó. Chú đứng bên góc trái. Rồi kế tiếp là chú Trung Vinh. Dạ. Tay trống của ban Phượng Hoàng. Và chính giữa là Nguyễn Trung Cang. Dạ. Rồi nhà tới sĩ là Nguyễn Trung Cang của Thương Nhau Ngày Mưa đó. Đó. Đúng không? Dạ. Rồi tới là Ngọc Châu. Dạ. Ngọc Châu là lead guitar. Đó, rồi tới chú Lê Hữu Hà. Dạ. Chú Lê Hữu Hà là bài vào Yêu Người đấy. Yêu Đời Vào Hạ. Yêu Người Yêu Đời Vào Hạ. Chú có một điều con hơi thắc mắc là năm chàng trai mà sao đặt tên nhóm Phượng Hoàng. Đúng rồi, đúng xong rồi. Đặt tên là Đại Bàng hay là Diều Hâu. Diều Hâu. Giờ có cái gì đặc biệt với cái tên này không ạ? Không, tại vì là ở trong cái vấn đề mà thí dụ mình nói cái loài chim mà cao quý mà là dữ lắm, thường thường ai cũng tưởng là con Đại Bàng là vua cả của loài chim rồi. Nhưng mà không có ai nghĩ tới rằng là Phượng Hoàng là một con chim lửa. Dạ. Đó. Và ít có ai biết được là chúa tể của tất cả những loài chim. Dạ. Đó. Vâng, cảm ơn chú. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bức ảnh thứ ba. Wow. Giống Elvis Presley hả? Giống Elvis, giống Elvis. Elvis nữa. Dạ. Đâu, cái này là cháu nội chú á. Cháu nội chú hả? Chú ơi, bức hình này là lúc đó chú bao nhiêu tuổi? À, lúc này chú 28 tuổi. Chú ơi, con nghĩ hồi xưa chú hát hay mà chú đẹp trai vậy chắc là đâu có nhiều. Hồi chú còn nhỏ chú đẹp lắm đó, mà bây giờ chú đỡ lắm rồi đó. Giờ chú đỡ lắm rồi đó. Đỡ lắm, đỡ lắm. Đỡ lắm rồi đó. Chú giờ chú bắt khen chú vậy hả? Chú biết rồi ha. Chú con hỏi chắc hồi xưa chú con này con hỏi nhỏ chứ không có cô đâu, con hỏi thử. Hồi đó chắc nhiều cô theo lắm. Mê lắm đúng không? Mê lắm đúng không? Lúc đó nói cho đúng ra đó, chú lúc mà chú mê hát rồi đó là chú chết sống với cái vụ hát thôi, chứ còn mấy đào rồi này kia chú không để ý đó đâu. Không ai gửi thư, không ai phóng máy bay. Có nhưng mà chú mắc cỡ chú trốn hết rồi. Chú trốn hết. À. Trời ơi. Dễ thương quá. Tìm đâu ra một người đàn ông đẹp trai, lãng tử mà lại chung thủy, không kiểu đào hoa. Bây giờ thật sự rất hiếm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với lại Nam Thư để cùng Nam Thư gặp gỡ một danh ca mà gọi là tiếng hát của anh chạm đến trái tim của rất là nhiều người. Đó, xin mời Nam Thư. Còn chần chờ gì nữa, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tâm sự trò chuyện cùng danh ca Ngọc Sơn. Con đường mà khi anh bắt đặt chân vào ca hát là năm anh bao nhiêu tuổi? Ngọc Sơn hát từ hồi nhỏ đó, đam mê từ nhỏ rồi rèn luyện luôn. Vào con đường chuyên nghiệp thì năm 87, cuối năm 87 ở tại sân khấu quận 10. Năm đó em đẻ là anh bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp đó. Trời ơi, có thể nói là cái con đường vào âm nhạc của danh ca Ngọc Sơn của chúng ta nó có khá nhiều cái điều rất là thú vị. Nhưng mà chúng tôi muốn quý vị quay cái bánh xe thời gian trở về thời điểm của những ngày xưa, của những lúc mà anh ấy vừa mới chập chững bước chân vào con đường âm nhạc này như thế nào, qua hình ảnh sau đây. Oh wow, lâu lắm. Cái tấm này thậm chí là cái nước ảnh nó còn không được rõ nữa, thì có lẽ là chụp bằng máy trắng đen của ngày xưa anh có. Bây giờ đố mọi người, anh Ngọc Sơn ở đâu? Quần dài. Quần dài hay gì ta, hay gì ta? Em nghĩ là quần dài. Dạ. Quần dài đúng không? Dạ. Cường nghĩ quần dài hả? Dạ. Cái đặc điểm nào mà em nghĩ đó là anh Ngọc Sơn? À, tại vì em thường nghe đại gia đình thường gọi thầy là anh ba. Anh ba. Mà trong nhà thì có bác hai, thì em nghĩ rằng là anh ba thì chắc có thể là thầy sẽ mặc quần dài, tại vì vị trí thứ ba trong gia đình. Dạ. Dạ. Em nghĩ vậy. Dũng, em có đoán gì không Dũng? Dạ em cũng suy nghĩ của em cũng giống như Cường. Dạ. Thầy chắc là mặc quần dài, còn bên đây thì theo em biết là sẽ là chú Tư. Ngọc Hải. Chú Tư đúng rồi. Ngọc Hải. Đúng rồi anh Sơn. Hay quá. Anh Sơn ơi, cái lúc này là anh bao nhiêu tuổi anh? Lúc này năm 75, đầu năm 75. Lúc này thì ngày xưa thì thực sự nghệ sĩ thì
ai cũng muốn mình trẻ hết á. Mà Ngọc Sơn cũng vậy luôn, không muốn là mình cái tuổi mình lớn. Yeah. Nhưng mà Ngọc Sơn nói thật với đại gia đình, lúc này Ngọc Sơn 7 tuổi và Ngọc Sơn sinh năm 68 tuổi, con khỉ. Wow. Vâng, giờ bây giờ đã được sửa lại rồi. Chứ mọi lần cái sinh năm 70 mà là Ngọc Sơn lại sinh năm 68. Trời ơi, quá trẻ luôn. Cái bé mà đang bồng đó là em của anh Ngọc luôn. Hà mới sanh luôn. À, mới sanh luôn hả? Cái này là lúc là gia đình mình ở đâu anh? Ở Hải Phòng. Ba thì tập kết ra làm trưởng đoàn văn công quân khu 5 và hiệu trưởng trường sinh viên miền Nam. Mẹ thì dạy học ở Kiến An, quê là ở Hải Phòng. Bốn anh chị em đều sinh ra từ ở Đồ Sơn, cho nên Ngọc Sơn là vậy đó. Thế nên là làm Ngọc, viên Ngọc ở Đồ Sơn nên là gọi là Ngọc Sơn. Tóm gọn là gọi là Ngọc trong lòng đất bao lâu, Sơn kia mấy ngọn núi nào cao hơn. Dễ ai hiểu được Ngọc Sơn, thương người như thể thương hơn chính mình. Hay quá. Đó là vậy, anh đã hiểu được cái tên Ngọc Sơn của anh là như thế nào rồi, tuyệt vời. Úi. Anh hồi xưa mấy bé đi học á thường mặc quần đặc biệt của anh ha. Đúng rồi, bây giờ hình như cũng vậy sao. Bây giờ nó không có kéo lên tới đó đâu. Cái này là nó kéo lên tới lỗ rúng luôn nè. Qua lỗ rúng. Cái nấm này là hồi xưa đi học trường làng hả anh? Thường, sao? Đúng rồi, học trường rồi vậy. Đứng trước ở nhà luôn á. Nhà là mẹ, ba mẹ giờ để dành dữ lắm. Ba mẹ thương con lắm, lo hết cho con để dành mua được cái nhà một thò, xây được cái nhà một thò hai thụt. Cái thò hai là một thò lắm là thò gì nè, hai kia thụt vô gọi là xây được cái một nhà một thò hai thụt tốt lắm. Cảm ơn chú, bây giờ chúng ta sẽ đến với bức ảnh thứ ba. Rồi, cái này là chụp ở trước sau lưng nhà thờ Đức Bà nè. Hồi xưa là lúc đó là có cái gu là mặc quần ống loe. Ừ, đúng rồi. Trên bó dưới loe nè. Dạ. Không, thực sự là em nhìn vào bức hình á, em không quan tâm tới cái quần ống loe. Em quan tới chiếc xe Cadillac nha. Cái Cadillac ngày xưa là nó đã giá trị cả một cái gia tài. Em nghĩ là hơn luôn á, khủng khiếp lắm. Gia tài. Cái xe đó là hồi xưa là ở thành phố Hồ Chí Minh vào thời điểm đó là không mấy người có cái chiếc này đâu. Dạ. Cho nên là lúc mà anh đứng tạo dáng bên chiếc này thì thấy cũng ngầu quá trời. Đó là lý do tại sao mà Nam Thư nhìn chiếc đó hơn là nhìn anh. Thư à, dạ. Khi mà mình nhìn bức ảnh mình phải nhìn tổng thể. Dạ. Cái này là trời ơi, hai người này có nét mặt cực kỳ giống nhau. Ngọc Sơn với Lê Tuấn Anh chơi rất là thân. Dạ. Phải là như hai gọi là hai giọt nước vậy đó. Tại vì nói qua là hiểu liền người thức ông khác. Xã của chị Hồng Vân đúng không? Đúng rồi. Dạ. Rất là thân. Đến nỗi mọi người còn nghi ngờ nữa. No, I'm real man. Nghĩa là Ngọc Sơn thương người và tình cảm với anh em. Dạ. Và bàn bạc với nhau rất là tâm đầu ý hợp. Đây là năm 91 khi Ngọc Sơn đang viết bài Đêm Cuối. Ngọc Sơn với Lê Tuấn Anh và trong chuyến lưu diễn ở miền Bắc là trong ở Hải Phòng. Vâng, và khi mà các danh ca ngồi đây kể câu chuyện của họ thì thật sự nó như là một cái cuốn phim tua chậm. Nguyên Khang yêu mến cả hai thần tượng của mình, nhưng mà những cái câu chuyện này lần đầu tiên mới được nghe các anh kể trên cái sân khấu này. Và không gì tuyệt vời hơn khi mà khán giả ở đây mỗi một lúc mà nghe một bài hát của các anh là phải hát theo. Bây giờ đây thì cũng có hai chàng trai trẻ, họ đều là những người học trò, họ đều là những hậu bối cũng rất yêu mến tiếng hát của các nam danh ca của chúng ta. Và họ sẽ là người sẽ thể hiện những cái tác phẩm đã gắn liền với tên tuổi của hai danh ca này, coi như là một thử thách cho những hậu bối của chúng ta. Tôi biết là ngồi trước mặt những tiền bối của mình thì hai bạn rất là rung. Dạ rung. Căng thẳng đúng không? Cho nên bây giờ tôi muốn một sự xung phong đi. Bạn nào sẽ là người thể hiện trước? Hay là quả tu xì? Rồi, để, xin mời Cao Ngọc Cường nha. Xin mời Cường. Bạn sẽ thể hiện bài gì? Dạ, bữa nay Cường sẽ có chuẩn bị trước rồi. Trong các bài hát của thầy thì Cường rất thích bài Tình Cha. Dạ, và hôm nay con xin phép thầy cho con được hát tặng thầy, tặng chú Ê Phương cùng toàn thể các anh em chị em cùng quý vị khán giả đang theo dõi tới đây và quý vị theo dõi trên đài. Vâng, thưa quý vị, ca khúc Tình Cha. Ca khúc Tình Cha với tiếng hát của Cao Ngọc Cường.
một người học trò rất được nam ca sĩ Ngọc Sơn yêu mến. Và hãy xem chàng trai của chúng ta có vượt qua được thử thách này với sự bản lĩnh mà người thầy đã truyền cho mình hay không. Xin mời. Trâm áp như vầng thái dương, giống nhờ, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha hỡi cha già dấu yêu, và con nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Hôn con và cha khẽ nói, này con yêu ơi, con hãy nhớ. Hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sạch rách sao cho thơm, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha hỡi cha già dấu yêu. Giỏi quá. Và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Này con yêu ơi, con hãy nhớ. Hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sạch rách sao cho thơm, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha hỡi cha già dấu yêu, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha hỡi
cha xa dẫu yêu. Hay quá Ngọc Cường ơi. Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của ca sĩ Cao Ngọc Cường, và cũng là một người học trò rất được nam danh ca Ngọc Sơn yêu mến. Xin mời Cường về vị trí của mình. Danh ca Ngọc Sơn cũng rất là xúc động. Học trò của danh ca Ngọc Sơn cao 1m80 mấy? Dạ 1m87. 1m87, còn độc thân hay đã có gia đình rồi em? Em có gia đình mà giấu. Dạ. Anh kỳ quá, anh hỏi mấy không, tại vì con bé này nè. Em được là em giới thiệu liền, nhưng mà nếu chưa được thì thôi em cái mắt anh à, chú ơi anh Khang kỳ lắm, tự nhiên hỏi bé này, thực sự con còn độc thân, hỏi bé này cứ nhìn con, ủa em có gia đình chưa mà hỏi nhìn con, ủa em đâu mượn anh hỏi giùm em. Siêu lấy số điện thoại chị nha. Vậy thôi được chưa? Vậy thôi được chưa? Vậy thôi được chưa? Vậy thôi được chưa? Chắc chắn rồi. Bây giờ sẽ là chàng trai mà có thể nói là từ cái dòng âm nhạc theo phong cách trữ tình lãng mạn đến cái cách xây dựng hình ảnh của mình. Hồi nãy thì Dũng có ngồi kế bên Khang và nói anh ơi có một cái ca khúc mà em chia sẻ thì nó không phải là khúc mình trình bày, nhưng mà ngày xưa của nhóm Phượng Hoàng em rất là thích và thường hay nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả yêu cầu cái ca khúc này. Đó là ca bài gì em? Dạ đó là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang, bài hát Còn Yêu Em Mãi. Còn Yêu Em Mãi. Dạ. Ca từ và giai điệu ca khúc này đối với Dũng nó rất là đẹp và rất là nhẹ nhàng. Ngày hôm nay đến đây thì Dũng xin được phép hát lại một ca khúc mà chú đã trình bày rất là thành công. Và cái ca khúc này khi đi bất cứ nơi đâu mà Dũng cũng hay hát lắm. Bởi vì Dũng nghĩ trong tất cả đàn ông chúng ta ai cũng có một cái nỗi khổ chung. Mà cái điều mà làm cho đàn ông chúng ta khổ hoặc không ai khác chính là đàn bà. Khổ lắm quý vị. Mà đàn ông mà không có đàn bà thì nó cứ xìu xìu, nó cũng khổ nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thể hiện ngay sau đây. Xin được giới thiệu ca khúc Đàn Bà với tiếng hát một giọng hát rất đàn ông. Xin giới thiệu Trần Minh Dũng. Xin mời. Yeah. Dạ. Dạ con xin mời phép ạ. Trong cuộc đời không có đàn bà. Bỗng một hôm tôi với người quen biết nhau, tôi nghĩ tình chỉ thế thôi, đâu biết lòng thầm mang niềm nhớ. Tôi muốn lánh nhưng lại tìm, tôi muốn quên nhớ càng nhiều, tôi muốn xa nhưng lại gần. Hỡi đàn bà ơi, ôi đàn bà là những niềm đau, hỡi đàn bà là ngọc ngà trắng sao, ôi đàn bà lại là con dao làm tim nhòm máu. Ôi đàn bà dịu ngọt đêm qua, ôi đàn bà lạnh lùng đêm nay, đàn bà là vần thơ say khúc nhạc chưa cay. Vinh biệt em thương chưa tình nơi xứ xa, tôi biết rồi em sẽ quên, muôn kiếp buồn mình ôm sầu nhớ. Em đã đến như huyền thoại, em đã đi không một lời. Ôi thế nhân, ôi cuộc đời hỡi đàn bà ơi. Ừ.
thầm mang niềm nhớ. Tôi muốn lánh nhưng lại tìm, tôi muốn quên nhớ càng nhiều, tôi muốn xa nhưng lại gần. Hỡi đàn bà ơi, ôi đàn bà là những niềm đau, hãy đàn bà là ngọc ngà trắng sao. Ôi đàn bà lại là con dao làm tim nhỏ máu. Ôi đàn bà dịu ngọt đêm qua, ôi đàn bà lạnh lùng đêm nay. Ôi đàn bà là vần thơ say khúc nhạc chưa cay. Vinh biệt em thương chưa tình nơi xứ xa, tôi biết rồi em sẽ quên muôn kiếp buồn mình ôm sầu nhớ. Em đã đến như huyền thoại, em đã đi không một lời. Ôi thế nhân, ôi cuộc đời hỡi đàn bà ơi. Em đã đến như huyền thoại, em đã đi không một lời. Ôi thế nhân, ôi cuộc đời hỡi đàn bà ơi. Thưa quý vị, một giọng hát rất là quý ông, mạnh mẽ, trầm ấm, đó chính là nam ca sĩ Minh Dũng với phần thể hiện ca khúc Đàn Bà. Chúng ta hãy cùng lắng nghe người phụ nữ mở ngoặc đơn đàn bà trong câu chuyện vừa rồi sẽ chia sẻ. Phải em không? Phải không? Trong câu chuyện nó làm cho người đàn ông đầu tiên không? Em có điều chia sẻ. Tức là bài này em nghe hàng trăm, hàng nghìn lần từ giọng ca của chú Elvis Phương rồi. Chú Elvis Phương hát cái bài này, em là một khán giả lắng nghe thì em cảm thấy nè, chú hát, chú kể về một cái người đàn bà nó rất là hào sảng. Con thấy hình ảnh người đàn bà trong cái lời mà chú hát nó vẫn đẹp, rất là đẹp, hào sảng người đàn bà, cho dù có tàn nhẫn tới cỡ nào nhưng vẫn thấy đẹp. Khi mà qua giọng hát của Dũng thì em thấy cái người đàn bà trong đó nó ai nghe em đau đớn lắm hả? Em hát mà chị cảm giác như này, ôi cái người đó đã gây ra cái lỗi lầm gì khủng khiếp lắm. Đúng mà em, cái lời của bài hát đó, người đàn bà ấy đêm trước thì còn ngọt ngào, đêm sau thì vô cùng lạnh lùng và làm tim ta nhỏ máu. Nhưng vậy tại sao em nghe chú hát em không cảm thấy là người đàn bà đó có lỗi? Tại vì chú là một người đàn ông mà ngay cả một người phụ nữ cũng chưa bao giờ làm tổn thương. Thì đó cũng một bài hát nhưng mà cái cảm xúc em nghe nó khác nhau. Chú hát em nghe người đàn bà nó không có lỗi, tức là đó là một cái cuộc tình rất đẹp. Đêm trước đêm sau có thể là thay đổi nhưng mà rất đẹp. Chú thấy rằng là Dũng với cái thái độ, với cái cử chỉ và với cái cách hát của Dũng đó rất là hiền lành, thì không có người phụ nữ nào mà sau khi nghe Dũng hát, nếu mà họ thật sự họ bỏ rơi mình, họ cũng sẽ quay về với mình đâu. Đó là một cách hát rất nữa. Là khôn. Chú ơi, con nghe Dũng hát mà con cảm thấy con có lỗi lắm luôn, mặc dù con biết con nghe là lỗi lầm gì. Lỗi thì mới phải quay về để chuộc lỗi nha. Vậy là cái này là tại vì chị Thư có cái tật ruột rịch thôi nên chị Thư mới nghĩ mình có lỗi vậy thôi. Chứ thật sự là em hát cái khúc này em dằn xé nhưng mà em đâu có trách ai đâu. Anh phải high five với em là tại vì anh cũng cảm nhận y chang. Khi mà người nào người ta cảm thấy có lỗi với người khác khi người nghe cái bài này, người ta có tật giật mình nha quý vị. Và Nam Thư giật mình, khổ giật mình. Nghiệp Thư quá. Bị mấy người này Vâng, thưa quý vị, cho phép chúng tôi xin được mời tất cả quý vị đang có mặt tại trường quay, chúng ta thả tim cho hai phần thể hiện của Cao Ngọc Cường và Minh Dũng. Quý vị thấy cái phần nào mà nó chạm đến cảm xúc của quý vị thì xin hãy thả tim cho hai người này. Đầu tiên, quý vị hãy thả tim cho chàng trai chiều cao 1m87, ngoại hình như siêu mẫu với ca khúc Tình Cha. Xin mời. Và tiếp theo, quý vị hãy thả tim cho chàng trai với ca khúc Đàn Bà vừa rồi. Và trong cái cách hát của bạn ấy rất là mạnh mẽ, dứt khoát và đầy cảm xúc. Xin được thả tim cho chàng trai Trần Minh Dũng. Tuần sau, chương trình sẽ hứa hẹn mang đến những điều bất ngờ mà lần đầu quý khán giả được thưởng thức.
hai danh ca lần đầu trình diễn ca khúc nổi tiếng của nhau. Các ca sĩ khách mời lần đầu được song ca với thần tượng của mình. Những điều tuyệt vời đó chỉ có trong chương trình Ký ức ngọt ngào. Cho qua bao năm mộng buồn quên dấu, nhưng sao bao năm ngày dài quá mãi. Kể từ khi mẹ đã xa, vai cha thêm nặng và vầng trán kia suy tư bao ngày đêm. Nếu phải cách xa em, anh chỉ có bao tố. Thế Nguyên Khang cũng xin phép được hỏi chú Elvis Phương là chú cảm nhận như thế nào về cái bản phối này và cái cảm nhận sau khi chú trình bày ca khúc này ạ? Anh nói cho nghe nha, anh nha, không phải chú nha, đừng gọi anh bằng chú mà phải gọi bằng anh. Em con cũng gọi bằng em. Hôm nay Ngọc Sơn tiết lộ thêm một điều nữa với Ký ức ngọt ngào rằng Ngọc Sơn đã có một bài mới nhất hiện nay, đó là... Thưa quý vị, không hẹn mà gặp khi mà ngày hôm nay tất cả những cái cảm xúc đã ùa về với chương trình Ký ức ngọt ngào và cặp đôi tiên đồng ngọc nữ của chúng tôi đã sẵn sàng để chờ đợi những tập phát sóng tiếp theo để đưa quý vị quay trở về với bánh xe thời gian, quay ngược ký ức của mình. Ký ức thì có người cho là cay đắng, có người cho là phải quên, nhưng Thư thực sự rất thích cái cụm từ ký ức ngọt ngào. Ký ức nào nó cũng ngọt ngào, quan trọng là do cách mình ngẫm, mình nghĩ và mình chiêm nghiệm nó mà thôi. Hoàn toàn đồng ý, đúng không ạ? Đó là cách mà chúng ta nhìn nhận cuộc đời này. Hãy để những điều không vui chôn vùi vào trong quá khứ và đón nhận những điều tích cực nhất để chúng ta cảm thấy cuộc sống này vô cùng đáng quý. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chương trình chúng tôi. Và đừng quên đặt cái hẹn để tuần sau cùng với lại tiên đồng ngọc nữ chúng ta gặp gỡ nhau chương trình Ký ức ngọt ngào vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình do Đài truyền Vĩnh Long phối hợp với công ty MNT Picture thực hiện. Nguyễn Khang, Nam Thư xin chào và hẹn gặp lại.